Okay, so today net ngọc này, ngày này phong đáy chúng mình lựa chọn nội dung nội về có mũi pronouns. Đa pronouns như bộ phận chia bị sang mai là sắp và niềm. Rồi chúng mình lựa chọn nội dung nội pì cứ sắp chỉ và noun. Đa bộ phận mai là sắp và niềm protein and object và noun. Hơn nữa sắp và niềm cao một bớt một gì. Okay, lời chúng mình sẽ xa tệ tương tận nâng sắp và niềm tăng pì nâng tăng ngọc này. Okay, pronouns. Pronouns nhưng bộ phận là sắp và niềm. Okay, pronouns. Pronoun is a word which is used instead of a noun or a noun phrase. Mình là pronoun cứ chỉ bị mũi. Đã trở bằng cái pra chung nụ ở niềm mũi. Rư cơ còn sao niềm mũi. Noun phrase còn sao niềm mũi. Okay, với đôi ta chia phía xa khả mà đại tế sắp và niềm cứ về chung nụ ở niềm rư cơ còn sao niềm. Okay, human ATP pronouns are often used to refer to a noun that has already been mentioned. Nè, sắp và niếm cứ chỉ rơi rơi. Trước bàn kê pra đồng bây xùm nào lên noun mũi. Niếm mũi đã trước bàn kê riêp rộp rụt một hồi. Nè, bà xin chỉ niếm nâng trước bàn riêp rộp rụt một hồi cứ kê pra pronouns một chùm nụ. Tại bà sân thì dường ọt bà sắp bà niềm mô chùm nụ tế. Vì hạ bây đưa chì sắp tới chrom đài lưu tờ dễ niềm nâng đà đài rồi hồn. Vì thơ nè sắp nâng thôn nhé. Ok, dường mơ ưu tù hò kháng kháu. Dara loves bụp hờ. Dara sẵn lành bụp hà. Ok, Dara chì chmù. Bụp hà cái chì chmù nè. Tại Dara chì mô nụ bró. Bụp hà chì mô nụ sầy. Bà đoàn chẳng dương chùm nụ đòi. He loves her. Có xa lành niềng. Ok, đà he chùm nụ ơi đà ra. Rì ai hờ chùm nụ ơi bụp hà. Ok, sở hợp mô viên pronoun. Sắp bà niếm với chiếc biệt mũi đà trợ bàn chùm nụ ơi niếm. Rư cơ còn sao niếm đà chì rơi rơi cứ trợ bàn kê rịp rộp rụt một hồi. Ok, nâng cứ sắp bà niếm mày. Hồi thế nên chúng được dùng là sắp bản niệm chúng luôn P cứ sắp chích bản nón. Một bài khả mai là sắp bản niệm bật thiên. Hồi nâng ọp chích bản nón. Hồi nâng sắp bản niệm cao mọc bọt. Ok, hồi sắp chích bản nón miên bản P. Rì ai ọp chích bản nón có miên bản P đôi khả nè đây. Ok, bà xin dưới sắp chích bản nón ai. Ọp chích bản nón mì. Nhưng bộ bài là khả nhông. Ok, bà xin dưới sắp chích bản nón dù. Ọp chích bản nón có dù đây bộ bài là nè. Tí bấy, we, tí chì us, bụ dương. They, tí chì them, bụ kế. Ok, tí pram, he, quạt, tí chì him có quạt này. She, tí chì her, niếng. It, tí chì it đọt đài. Ok, sao lần mình mà nói tiếp. Subject pronoun to object pronoun. I, tí chì me, you, we, us, they, them, he. Him, she, her, it. Ok, tại chăm thao you thì chỉ you the day, it thì chỉ it the day. Rụp riêng subject và noun, hoặc nâng object và noun, bảo vệ cứ rụp riêng viết đuôi khả nè. Cũng chờ lõm khả nè, rụp riêng là pi nâng. Ok, đây subject và noun, mình thì chỉ are you, they, he, see, it. Object và noun, mình thì chỉ me, you, us, them, him, her, it. Ok, subject và noun, nhưng bộ phần này là subject và niềm bật thiên. Cái nào vì chỉ subject và niềm bật thiên, vì chỉ đùa ở the action. Vì chỉ nẹ thơ sẽ cảm ạp hiệp, nè nẹ thơ ổng bớ. Ok, bây đoàn chứng với stand before verbs, vì chỗ nó một kỳ là sub. Rồi ai object và noun vinh. Object và noun, vì chỉ resolver ở the action. Vì chỉ nẹ rong sẽ cảm ạp hiệp. Bây đoàn chứng với stand after verbs. Vì châu nó cao kệ đề sạp. Stand after verbs. Châu cao kệ đề sạp. Ok, lời dùng một mươi example kháng cao. Vibo likes his dog. Vibo chứ chất cài rộng bọc cột. Đại vibo chứ niềm chứ mua một nụ. Rì à his dog chứ cần sao niềm. Đầm nàng ở sạch. Và đoàn chứ những anh dạy bàn tha. He likes it. Quát chứ chất vì. Đại hì chứ sạp chịt bà nón chùm nụ ở vibo. How we show nó một kẻ sắp like. Mình là we should do all the action. Nè thơ sẽ cảm một phép. Rồi ai it. Chỉ object bằng nón chúng nó ở his dog. Mình này thật sky nó trở bàn châu chất đau vị bỏ. Mình này thật tí tăng với. Nơi cao kẻ sắp. Vì rô ngọng bơ bì vị bỏ nè. Cứ rô ngọng bơ kẻ.
trở bán chú chết sẵn lạnh nào vị bò nâng. Bởi đồn chân vị bò likes his dog nhưng anh dì bàn tha he likes it. Ok, lấy những mơ mơ ủ hò mùi xùm nguồn bằng thêm tiết. Mekara is playing football with his friends. Mekara cứ gầm phung tài lên ba tọt chú mùi nâng mật phè rồi bỏ quạt. He loves them very much. Quạt sẵn lạnh bụng kê khăn nghe. Because they always make him happy. People have put their time to work quad nâng mẹ rõm nha sạp bài rì rì. Ok, nhưng mà sạp chích bằng nào thì cứ chùm nụ ơi nâng á, cứ chùm nụ ơi mẹ gà ra nè. Ok, đã xa ta hì nâng viết cho nâng một kìa sạp love. Và đoàn chân viết cho sạp chích bằng nào rì ạ đem. Đem thì chùm nụ ơi his friends. Mất phẹ rõ bỏ quạt cứ bụ kì. The side of each other, crowd key, a sub love, cool, wear on, put or he. Okay, they always make him happy. The day, nickel, he friend, nay, but pair of bokke. But that is side of tea tang, we show no moke, a sub make, but on chung, you that sub chick, but now day, you know that damning a lining. Okay, I him. Him, the side of each other, crowd make, but on chung, you are he, they give you power. Object but noun him. Okay. Okay, let's go to the heart of the day. We say arrive by to school every day. We say she got my terrain, she learned that night. She loves it. Nên sẵn lạnh vì. Oh, love. Nên phải đặt ế nè. Okay, let's go to the heart of the day. She decided to be shown to make a sub love, which is subject but noun. That we should know our name be say. Rồi ai biết là it, object bằng noun, cứ viết chùm nụ ai, a by, con mùi. Thì it nâng cứ viết cho nó kéo kể là sub love. Đó cho nó kéo kể là sub love, nhưng như đang thao viết chữ object bằng noun này. Ok, tiếp bấy, Dara give me some money whenever I'm broke. Dara mang bắt đầu lùi, ở trong mùi chùm nụ bên này để nhóm tạch chạy. Ok, nhưng mà cái này nè, me, which is object but noun. Khi mình đã ai bị bố thao viết cho nó kéo kè à sạp. Bởi đoàn chân cái bà object but noun, me mùi dùm nua. Ok, Dara give me some money when ever I'm broke. Ok, đây ai nè. Ai nâng cứ chùm nua ai. Me, đưa sao ta tí tăng viết nâng mô kè à sạp thuộc bì em. Bởi đoàn chân như bà subject but noun. Như bà me am broke. Ok, cứ mình tâm trời. Ok, he is generous. Quát cứ chất là ổn nè. He ní cứ chùm nụ ai đà ra. Viết cho nâng mô kè à sạp thuộc bì y. Bởi đoàn chân như bà subject but noun. He, nhưng bà him mì. Ok, lời dân ngồi mơ dư xinh. Cả bà rô bò viết đoàn ngọt nế. Ok, tí mũi we use subject pronouns. Nhưng pra subject pronouns, sắp niềm bật thiên. When they are the subject of the verb. Nếu bê đẹp bụi we chia bật thiên này kệ đề à sắp mũi. Ok, nếu bê đẹp we chia bật thiên này kệ đề à sắp mũi kì dùng pra subject pronouns. Ok, example, he is my best friend. Có kì chìa mất phẹt là lọ bằng phò rộ bọc nhông. Ok, nếu để sao để cho nó một kẻ sắp thuộc bì ý, cứ dừng pra sắp chích bằng noun he. Dừng ạp pra ọp chích bằng noun him mà đã nè. Ok, they live in Kampong Cham province. Bố kê rô nơi không khai Kampong Cham. Ok, cái này nếu dừng đã sắp chích bằng noun đấy, bì bố thay nơi khao viết chứ kìa sắp dừng ạp pra ọp chích bằng noun đem mà đã mà nè. Ok, ủ đồ hò bà tọp tiết. I sell fish at the market. Nhưng lụ trái nếp xa. Ok, nhưng đã sắp chích bằng nón ái, để sao ta nơi cao viết cái chữ kìa sắp xe lụ. Bởi đoàn chứng viết chia sắp chích nơi kìa sắp xe lần. Bởi đoàn chứng như pra ai, nhưng mình pra ọp chích bằng nón mì. Ok, sở rộp một viết như pra sắp chích bằng nón, nó bây giờ viết chữ bật thiên nơi kìa sắp. Ok, 2. We use object pronouns when it is not the subject of a verb. Dương pra pra sạp bằng niềm cà mà bót. Nếu bê đai viên mình mến chìa bật thiên này kể giá sạp mùi. Mình đây thao viên chìa object này kể giá sạp mùi nâng. Vì chìa nẹ rô ngọc bơ này kể giá sạp. Ok, lời dương mơ sắc xa đó ta. Kê pra object bằng nào nếu bê nè khá nè. Ok, tìm mùi for the object of a verbs. Nếu bê đai viên chìa cà mà bót này kể giá sạp mùi. Ok, for example.
Pisay told me her secret story. Pisay mà prap khom nơ sạch rương at kombang robos nieng. Okay, me kia chi object nei kiriya sap tho. Okay, yeung at pra Pisay told I her secret story kư at trom trai kư yeung da me kư vi chơ nơ krao kiriya sap. Yeung pra object banao na. Okay, lâu yeung mơ mơ utaho khang krao ban thaem tiet. He gives her a flower. God man ឲ្យ ផ្កា 1 ឬ ជូន ផ្កា 1 ទៅ នាង. កន្លែង នេះ គឺ គេ ប្រើ object pronoun her. ដោយសារ តែ វា ជា កម្មបទ នៃ កិរិយា សព្ទ give. យើង អត់ ប្រើ he give she a flower គឺ ខុស ហើយ. Okay, ការ ប្រើ ប្រាស់ object pronoun ទី 2 នឹង គឺ after a preposition នៅ ក្រោយ ធ្នាក់ 1 including after phrasal verbs. រួមបញ្ចូលនៅពីក្រោយ clear phrasal verb. Phrasal verb គឺជា clear មួយដែលវាមានគេសាបបូកបញ្ចូលជាមួយ preposition or adverb. ហើយអត្ថន័យវាគឺខុសពី អត្ថន័យ ដាច់ដោយឡែកនៃពាក្យ មួយៗ របស់ខ្លួនវា. ហ្នឹងគេហៅថា phrasal verb មកដែលពីនេះគេប្រើវានៅក្រោយធ្នាក់ ឬក៏នៅក្រោយ phrasal verb. Okay, example, who comes with you? ណាណាដែលមកជាមួយអ្នក. Okay, យើងប្រើ object pronoun you នៅក្រោយ preposition with. Okay, ឧទាហរណ៍បន្តទៀត. I'm looking forward for it. ដែល be looking forward for នឹងយើងមកប្រែថាទន្ទឹងរង់ចាំមួយ. Okay, យើងប្រើ it object pronoun នៅក្រោយ preposition for. ដែល be looking forward for នេះគឺ nhưng hai viết thay chữ phrasal verb. Okay, bây giờ từ sắc xa này cả praprati bay này object pronouns. Này cả praprati bay này cứ cái prapra object pronoun after be này cả cái sub to be. Example, it was him who stole my wallet. Quạt năng ngay để ban lui có bầu robot nhom. Okay, nhưng mà object pronoun him cứ viết cho nó cái kia sub to be worse. Anh ấy cứ chưa pa out be à tay đặc này be. Okay, who's there? Nana nó tin nông. It's me. Khnhom. Okay. Khnhom cứ nơi nông. Okay, lại này cứ kia pra object pronoun me. Nếu kia nào kia sub to be is. Nhưng anh dây tha. Is I. Cứ gặp trầm trời. Hồi tí bố nó kia pra viết chú mùi nâng short answer. Chú mùi nâng chùm lâu khlây. Cả nà chùm lâu khlây kia dân pra object pronoun này. Example like who's there? Nà 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 tí nông. Me. Nhưng chlòi tầm me mà mắt nâng có bàn này. Ở đây kia dân ai chlòi bàn mà giang tiết dân dây thà I am. Chúm nâng ngây. À nông bà xanh dân pra subject pronoun mới mean to be am nâng kào vì. Ok, tụi thò bà tọp tiết. Who cooks meal for you? Ta nà nà chùm ơn mà hà ôi nè. Her, niêng, niêng nâng ngây. Rư kì dân ai dây bàn tha. She is. Ok. Ok, bình chân ca pra chùm lâu khơi kì dân pra object bà nào mòi dây mò kì chùm lâu tầm bà mắt mò bà nè. Ok, tiếp rám kì pra object bà nào after us and then for comparison. Mê tha bàn tọp bì us hòi nâng then chùm pu ca priệp thiệp. Ok, example. Pisay is as tall as me. Pisay cứ khu được nhóm chân. Ok, rồi dừng anh dây bàn thà. Pisay is as tall as I am. Bạn thầy gọi nào nó hiểu formal tích. Bởi dừng đã object pronoun me. Cứ viết bài speaking. Cả này dễ nhé. Ok, đây object pronoun me. Show nó cái as. Ok. I'm more handsome than him. Chúng cứ sẵn hà chiên quạt. Đây dừng đã object pronoun him. Nó cái than. Ok, sẵn hà chiên cột. Rất là dừng anh dạy bàn thà. I'm more handsome than he is. Ok, bởi dừng pra subject pronoun he. Thế mình to be is mùi tiền. Ok, ca pra object pronoun thì vào mùi nó cứ after but or except. Bắt tỏ bị bịa thà bắn tay. Rất là lược lệnh. Ok, except. Everyone supports Messi but me. Nè rõ khí con trô Messi bắn tay nhùng. Ok, nhưng pra object pronoun me nơi cái but. Bạn thấy xong nó cứ xong mình chú chật tì. They all know how to drive a car except her. Bố kê tầng ọc nếp đăng bìa rồi bìa bạc lá nước lên tầng niềng mà nè. Cái này nó cứ kê pra object pronoun her nơi bìa cái bìa thả except. Ok.
អូខេអឺទាំងអស់នេះហើយគឺជាការប្រើប្រាស់របស់subject pronoun ហើយនិង object pronoun នៅក្នុងវាក៏វាសាងនេះហើយ complete check like comment share ហើយនិង subscribe my YouTube channel ផងដែរអូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អូខេអរគុណច្រើន